Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 5 năm 2018 Lễ Thánh Philippe và Jacobe Tông Đồ lễ kính Trích thư thứ nhất của Thánh Paolo Tông Đồ gửi tín hữu Corinto Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em Và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo nhờ đó anh em được cứu độ. Nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em, bằng không anh em đã tiên cách vô ích. Tôi đã loan truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta. Đúng theo như lời Thánh Kinh, người được mai táng và ngày thứ ba người đã sống lại đúng theo như lời Thánh Kinh người đã hiện ra với ông Kepha, rồi sau với 11 vị. Sau đó, người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi, người hiện ra với Jacobê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng, người cũng hiện ra với chính tôi, như với đứa con đẻ non đó là lời chúa ta ơn chúa tiên chung đa vang cùng trai đất trời xanh tường thuộc vinh quang thiên chúa thanh không kể ra sự nghiệp tay người ngày này nhắc nhu cho ngày khác đêm này truyền tụng cho đêm kia Tiên chung đà vang cùng trai đơn, đây không phải lời cũng không phải thiên, mà âm thanh chung không thể lọt tay, nhưng tiên chung đã vang cùng trai đất, và lời chung truyền ra khắp cõi địa cầu. Tiên chung đà vang cùng trai đơn, Alleluia Alleluia Chúa phan Thầy là đường, là sư thật và là sư sông Hơi phi phê Ai thấy thầy là xem thấy cha thầy Alleluia! lê Tin mừng Chúa Giê-xu theo Thánh gioan an Lạy Chúa, vinh danh Chúa khi ấy Chúa Giêsu phán cùng tô ma rằng Thầy là đường, là sự thật và là sự sống Không ai đến được với cha mà không qua thầy Nếu các con biết thầy thì cũng biết cha thầy Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy người Philip phê thưa Lại thầy xin tỏ cho chúng con xem thấy cha Và như thế là đủ cho chúng con Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết thầy ư? Philip phê: Ai thấy thầy là xem thấy cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy cha. Con không tin thầy ở trong cha và cha ở trong thầy ư? Những điều thầy nói với các con không phải tự mình mà nói nhưng chính cha ở trong thầy ngài làm mọi việc các con hãy tin rằng thầy ở trong cha và cha ở trong thầy ít ra các con hãy tin vì các việc thầy đã làm thật thầy bảo thật các con ai tin vào thầy người ấy sẽ làm được những việc thầy đã làm người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì thầy về với cha và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cha Thầy sẽ làm để cha được vinh hiển trong con Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy Thầy sẽ làm cho Đó là lời Chúa Lời Chúa Kỳ Tô ngợi khen Chúa xứ điệp Chúa Giêsu là con đường dẫn đến Chúa Cha qua Chúa Giêsu con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha và là một với Chúa Cha. Cầu nguyện, là Chúa Giêsu, giả sử con lạc giữa rừng sâu, con mới thấy cần đến một con đường, tìm được con đường rồi, nhưng có ai đó ác ý chỉ một hướng ngược lại và giữa lúc đó cơn đói cơn khát cào xé trong lòng bây giờ con mới thấy tầm quan trọng của lời Chúa nói với con Ta là đường là sự thật và là sự sống Chúa là con đường duy nhất sự thật duy nhất và sự sống duy nhất để đưa con về với Cha và sống với Cha Ngoài Chúa ra không còn một ai khác có thể cho con biết Chúa Cha chắc rằng không ai trong chúng con dám nghĩ rằng ngoài Chúa ra còn có một con đường nào khác dẫn đến Chúa Cha. Có một sự tận khác, sự sống khác, nhưng rất có thể còn chưa đặt hết niềm tin vào Chúa, chưa hoàn toàn bám chặt vào Chúa, chưa thấy rằng Chúa là tất cả cuộc sống của con. Lạy Chúa, xin cho con biết đến cùng Chúa biết khám phá mãi mãi sự phong phú vô cùng bao la của chúa và xác tín rằng con rất cần chúa con tin chỉ có chúa mới dẫn đưa con tới chúa cha và giúp con nhận ra chúa cha đầy yêu thương nhân từ và quyền năng vô biên ngày ngày chúa đang đưa con vào cuộc sống viên mãn của chúa cha xin giúp con trung thành suy niệm và sống phúc âm mỗi ngày và xin chúa mở lòng con để con đón rước Chúa nơi bàn tiệc thánh thể. Con đến với Chúa để nhờ Chúa, con đến với Cha. Xin Chúa luôn sống trong con, ở lại với con và gia đình con. Amen. Tích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Đi về đâu? Tiền tài danh vọng không làm cho con người hạnh phúc. Đó là điều mà người ta thường nói khi bàn về cái chết của cô đào Marilyn Monroe cách đây hơn hai chục năm, nay người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Dalida người Pháp gốc Ai cập. Dalida đã tự vẫn vào hôm 3 tháng 5, 1987 tại nhà riêng của cô ở Montmartre, Paris, lúc cô được 54 tuổi. Sinh năm 1933 tại Le Caire với tên thật là Yolande. Jean Liotty, đã trở nên một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới kể cả Việt Nam. Nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô, những người thuộc thế hệ 50-60 không thể quên những bài Bambino, Gigi Moros do cô trình diễn. Danh vọng đã không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 27 tháng 2 năm 1967, cô đã thử một lần tự tử nhưng rồi được cứu sống tự tử cũng là một thể hiện nỗi khao khát không cùng trong lòng người đó là khao khát hạnh phúc khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khao khát ấy nhiều người đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng không là khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống con người sinh ra để làm gì con người sẽ đi về đâu sau cái chết những gì đang thực sự chờ đợi con người đó là những câu hỏi lớn mà con người ngày nay khi đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống không ngừng đặt ra cho mình con người bởi đâu mà ra con người sẽ đi về đâu đó là ý nghĩa về giá trị của cuộc sống đó là những câu hỏi mà chúng ta không ngừng tự đặt ra cho mình chúng ta hãy cập tại Chúa, bởi vì nhờ đức tin chúng ta tìm được ánh sáng trong những câu hỏi ấy. Trước ngưỡng cửa của năm 2000, nhân loại đang mỗi lúc phải đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Người Ký Tô được trang bị bởi đức tin đang nằm giữa một vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Ánh sáng đức tin cần phải được chiếu sáng trong cuộc sống của người Kitô để nhờ đó những người xung quanh cũng tìm ra được ý nghĩa và giá trị cũng như hướng đi đích thực của cuộc sống bài tích sách lẽ sống